Rồi, chào tất cả mọi người đến kênh Nắng Tây nha. Thì cô Yến, chào mọi người nào. Suối hôm nay đập nó không có xẻ. Suối rất là cạn luôn. Mình với cô Yến sẽ ra đánh lưới. Nó cạn như này ra sẽ rất là dễ đánh hơn. Xuống luôn hả? Xuống luôn. Xuống tắm luôn chứ. Không có díp à? Díp ra ngoài bỏ nè. Ừ, hồi nãy chút cẩn thận nhúc cho ngay đi để tàn tàn mới đến núi xèo he núi thì mới chậm điện như đây nè đi chừng mới cái dòng mà có dấu chân mới thì mình rất khó để gì lại cái chậm điện này không biết cái suối mình đây nha mọi người nhìn rất là cạn luôn. Càng nhìn nhìn thấy rõ mặt đáy nè à, thấy đé rồi kìa nó càng bình thường nó sâu lắm nó tới cái bực cái mức nước kìa thì điện e ru nó sẽ xuống tới mức đó nó càng lên mình ra cái à, đé rồi lồi kìa. À, nó có cái mức nước á mọi người thấy rõ không? Cái mức nước à, ké thấy ké quậy đây nè. Mình thấy là có ké rồi đó bây giờ mình sẽ thả lưới mình thẻ dọc theo đoạn đây ha đoạn đoạn này dọc xuống à, có dấu chân người đây mà không biết có ai thẻ không mình sẽ xuống thẻ thử nha lỡ thẻ không dính ké sao phải nhớ luôn hả nhầm dính rồi bây giờ mình sẽ tiên mình sẽ thẻ ra rồi quỳ xuống tắm luôn rồi nước cạn lắm. ok Đây mọi người mới vừa thẻ của thằng tí mới vừa thẻ xong cái dính dính liền dính mớ liền phải nó giật quá mình gỡ luôn cho để tới sáng không không nó chết ngồi xuống nè ôi thằng này chưa đây nhiều quá nhiều dính mấy con to to không có con nhỏ chứ có con nhỏ nữa còn sống luôn này 1 2 3 4 1 2 3 4 nè vì tổng cộng 8 con hả mọi người thấy ké không giờ ở dưới nước nha mình phải dưới chó đã còn sống phải dậy luôn nè đó to to dậy nước đổ chết á mày dậy hả rồi sáng mai sẽ nhiều hơn đây hơn mới văng mà nó như vậy rồi thì sáng mai sẽ nhiều hơn nữa nhưng mà nó sẽ chết mai mình sẽ quay cho các bạn xem sao chết được bây giờ mấy con này dính sớm là chết nè dễ chết chứ cũng không chết được nó thở được mà lưới đâu có ấy đâu nó tống lên thở được mà ừ bả trong éo đi mình về về vô đây đủ sống éo về giặt sau xuống dưới nước rửa tay chân cho sạch đi xong lên về về sáng mai quay tiếp. Bây giờ sáng rồi mình với cô ị mới vừa ra tới suối bây giờ sẽ xuống gỡ ha nhưng mà nước chỗ đó thì hơi sâu tới bữa nay là nước cạn ha nhưng mà chỗ mình giăng là khá là sâu tới cổ là nên mình không quay được cái gì mình xuống mình gỡ lên rồi mình quay sau ha bây giờ mình xuống mình gỡ ra mình giăng dọc đi chỗ đây đoạn này xuống bụi chia rất là sâu đây là ké mình vừa đánh xong ha dính tùm lum ké hết có cua cua nữa đá bóng lên đây cầm chỗ đây coi cầm lấy tôi quay
Có cá gì nữa nè? Cái bóng. Cái bóng à? Bóng bóng đang bay rồi ăn cơm bạn con bạn vậy ta chú ăn cơm thẳng chú quay nhà người. Rồi chết. Sườn quen rồi chứ. Ghé rất nhiều. Chết luôn rồi. Tội con cá bóng. Tội vãi. To luôn. Không sống luôn nha. Mới vừa gọi là cá tươi. Cua nó yếm tùm lum hết. Cua. Nhiều quá. Nè, mang cái bóng nhỏ nữa. Mình mang vô. Cua nữa nè. Mày đã chết. Chết thường ngang rồi mẹ. Ờ, thấy nhiều cái ké hả? Rất là nhiều. Đi cầm đi. Nắm vỏ keo luôn rồi. Ôi, nặng. Nè, nắm hai tay vỏ luôn. Nặng gì nè.